Xin chào quý vị và cô chú anh chị em. Xem chương trình của mình hôm nay mình xin chia sẻ thịt nướng trên cái máy điện nướng pizza. Cái máy này hôm đó mình chia sẻ là làm bánh xèo. Bây giờ mình dùng để là chiên thịt. Lúc mình để thịt vào mình để nắp lại khoảng 4 đến 5 phút. Mình dở nắp ra, bắt đầu mình chở thịt cho nó đều lên. Chở lên để mình để nắp để cho cái lúc chiên thì mình chẳng có để dầu hoặc là để nước gì hết. Cái thịt, nước thịt này nó ra nên nó rất là vừa ăn và ngon. Thì mình chở như vậy á, để cho nó thấm đều hai bên mặt và cho cái hai bên mặt nó vàng đều ngon hơn. Sau khi mình chở thịt cho nó đều vào thì mình đậy lại lần thứ hai cũng khoảng là chừng 45 phút, mình sau đó mình mới dỡ ra đó, thêm miếng thịt nó vàng. Sau đó mình thấy cái nước sốt ở phía dưới cái chảo nó vẫn còn thì mình cứ tiếp tục mình chở cho nó hết ấy, hết nước sốt để cho cái thịt nó vàng ngon hơn, thấm hơn. Và đây là cách mình chia sẻ để mình clean cái chảo này. Mình lấy giấy mình chùi sơ cho nó ra hết. Sau đó mình đợi một chút xíu nước vào cái chảo, mình cứ tiếp tục lấy giấy mình chùi cho nó thấm. Rồi đó mình giục miếng giấy này. Nhớ là đừng bao giờ bỏ nguyên cái chảo này vào cái vòi nước rửa nha. Tại vì cái máy này là bằng điện, nó sẽ bị hư. Đó, chùi cho đến lúc mình thấy nó sạch. Lấy giấy thấy không, bóng, nó không bị khét. Mình cũng không bị dính, nhìn thấy sạch. Rồi sau đó mình cho vào dĩa cơm cắt thịt ra. Đây là dĩa cơm chiên thịt bằng cái máy nướng pizza. Xin mời ông bà cô chú anh chị em cùng dùng bữa với mình nhé. Và quý ông bà anh chị em thấy video mình hay, chia sẻ hay thì đừng quên bấm xin cho mình một like và một đăng ký để cổ vũ tinh thần mình để mình làm nhiều video khác. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem và đăng ký cho mình. Xin chào tạm biệt, hẹn lại video tiếp theo. Bye bye.